Xin chào các quý anh em chú bác mình ha. Chào tất cả các bạn đang mê câu cá bên mình Bắc Trung Nam. Thì hôm nay là ngày 24 tháng 5. Ở 25 tháng 5 chứ, em lên một video bao gồm 25 cái món hàng như thế này. Món hàng hôm nay anh em có việc lựa thôi, giá cả thì anh em khỏi cần suy nghĩ nha. Hôm nay là bảo giá luôn. Đó. Thì anh em có chọn thôi. Đó, về phí ship cũng vậy, có 30.000 một sản phẩm, không hơn không kém nha. Anh em mua bao nhiêu cũng 30.000 thôi. Ở mặt khác thì ví dụ anh em mình mua hai đơn trở lên hoặc là anh em chuyển khoản trước đều được bao ship hết nha. Còn giá cả này em bán là khỏi phải lo rồi. Đó, về cái việc chốt đơn thì quý anh em mình vui lòng chốt đơn qua số điện thoại hoặc Zalo của em là 0919 192035 em chuyên nghiệp nha. Em không chốt đơn cho bình luận YouTube thì mong quý anh em thông cảm giúp giùm em. Đó, cái cây cần đầu tiên gửi đến quý anh em mình một cái cần, cây này cần tay nha, cây cần tay này lắm hơi lỡ lỡ nha. Cây này full hợp bao giấy tờ đầy đủ hết nè. Cây này thì chuyên cho anh em mình gấu cá suối, cá giết, cá mương nha anh em. Đó, và độ cứng chỉ tầm khoảng 1 h rưỡi 2 h thôi nha. Anh em lưu ý nha, 1 h rưỡi 2 h dòng cần dẻo nha. Anh em lưu ý chỉ dành cho anh em câu cá giết, cá suối, cá mương thôi. Đó, tránh tình trạng anh em mình mà chớp ba nhán nhảy vô mà chốt đơn cho em rồi quay qua mà cho em trái bơm nha. Đó, em rất là dị ứng nha. Tìm hiểu kỹ trước nha. Cây này là dài 3,6 m nè, hôm nay nặng chỉ có 43 g thôi nha anh em. Dài 3,6 43 g, thu gọn 59 cm nè, ngọn 0.7 góc 16.4 nè. 93% carbon, hàng made in Korea và giá niêm yết của nó là 7.500 yên. Đó là khoảng tầm khoảng đâu đó khoảng 1,5 triệu nha nè. Đó, cây này mã số 1 có bán giá 600 nha. Rồi chi tiết như thế này. Cần của mình thì cái cần này nó đây, nút đồ đầy đủ hết nè. Đó. Cái cần rất là nhỏ nha anh em, carbon giả trúc nè. Anh em tìm hiểu kỹ nha, em nói trước nha. Tránh tình trạng mà ấy này nọ em nói nặng lời mất lòng lắm nha. Đó, cái tầm khoảng 2h thôi, 1h rưỡi 2h thôi nha, carbon giả trúc đây. Cần nguyên si, nguyên zin, nguyên bản nó hết nha anh em. Đây. Rồi cây này mã số 1 nha, em bán giá 600 nha anh em. Số 1 giá 600. Rồi tiếp theo cái cần số 2 là cái cần carbon 2 khúc nha anh em. Cây này hàng quýt bạo lực cho anh em nè, carbon 2 khúc. Đó, cây này rất là mới. Đây có chày nhẹ cho góc chân máy này nè. Đó, bắt mắt có Fuji fan này nha. Nó cần còn rất là mới, rất đẹp, độ cứng là 120 nha anh em, cứng 120 và 2,4 m. Printer 2 carbon, cây này hàng của hãng Goro Magine nè. Cây này hàng mà chính hãng của China và xuất từ thị trường Nhật nha anh em. Đó. Khoan theo hãng bắt máy Fuji nha, độ cứng 120 và 2,4 m. Dành cho anh em mình quýnh bạo lực. Rồi cây này cân nặng của mình là 369 g. Ngọn của nó là 4,8 l gần 5 ly nha. Rồi cây này mã số 2 bán giá 700. Rồi tiếp tục lên dây mình cần lua 2 khúc nha anh em. Cây này hàng lua 2 khúc và 3 mét nè. Cây này chuyên cho anh em mình quýnh mồi giả, quýnh lua gần đồ này ha. Hoặc là quýnh mồi thì cũng được nữa. Cây này cần lua mới đứng 2 khúc dài 3 mét nha. Hàng có Mayorap nè, Mayorap bắt mắt Fuji nha. Cây này hàng made in China, sản xuất China và xuất thị trường Nhật nha nè. Anh em chuyên lua sẽ biết hàng Mayorap này. Đó, cây này là dài 3 mét size M nè. Đó, nó lua mồi từ 15 đến 42 gram nè, giải mồi rất là lớn nha. Tải cá từ 8 đến 20 là bao. Nó cần còn rất là mới, khoen Fuji nha anh em. Cây là cây khoen Fuji và Kunai. Cần rất là mới, rất là đẹp luôn. Đầu bu là bu chống sắn luôn nha. Đó rồi. Cây này thì cân nặng chỉ có 208 g nha. Cân nặng 208 g và ngọn của nó là 1,8 l. Cây này mã số 3 giá 1,5 triệu nha. Tiếp tục lên nha anh em, mình có cần súp carbon. Đây, một cái súp carbon 4,2 m nha, Benta Fishing, kênh hàng made in Korea nè, sản xuất Korea xuất Nhật nha em. Đó, bắt máy Fuji. Phải Fuji, nói chung phôi cũng còn rất là đẹp nha. Cây này cứng tầm khoảng 25-27 và 4,2 m. Phèn Fuji nó có một cái phèn bị nứt chân đây. Chú ý nha, nè, một cái phèn bị nứt chân. Nó chứ cái phèn bên đây bị nứt nhẹ chân này nha. Đó, thì giá bán sẽ theo cái hình thức như vậy. Rồi anh em tự xử nha, tự dán keo lại. Hoặc là anh em lưu ý nha, mấy cái phèn nước chân là em có báo trước trong video hết nha. Đó, và em bán cái giá là sẽ theo như vậy. Thì quý anh em lưu ý giúp em.
nhiều khi về em bán cái giá theo cái hàng nước chưng, thì về anh em dán keo hoặc là anh em mua khoang khác anh em thay vô, thì về anh em coi không kỹ anh em lại quay qua anh em trách móc em nha, khổ lắm nha. Đó rồi, cây này mình cân nặng của nó là 467 gram, ngọn là 2 ly. Rồi cây này thì mã số 17 em bán giá, mã số 4 rồi nè, cái mã số 4 bán giá 800 nha, giá kia giá cũ mã số 4 bán giá 800 luôn cho anh em mình luôn. Rồi tiếp tục lên cho quý anh em mình một cái cần tay nha anh em, tiếp tục lên cho anh em mình một cái cần tay đây, một cần tay ráp khúc nó. Cây này cứng đều nè, cây này như dài 2m1, 2m7 gì đó, 2m7 vậy nè. Ủa không phải, sorry anh em nha, cây này nó dài chỉ có 3 khúc, nó dài có 1m8 thôi nha anh em ơi, 8-2m1 rồi đó. Để em đo chuẩn lại, cây này chiều dài đúng 2m nha anh em, nó tầm khoảng 3h30. Hàng carbon giả trúc đây, ráp khúc nha, đúng 2m luôn. Cây này về cho anh em khảy có rô đồng nó rất là ngon, hoặc câu tôm nó rất là ngon nha. Đó, cây này thì trọng lượng của nó 36 gram, ngọn của nó là 1 ly. Rồi cây này thì mã số 5 bán giá 400 nha. Rồi tiếp tục lên cho anh em mình một cái con sút carbon, đây một cái con sút carbon con caster nha, 20-36 và đầu cứng 20-36 nha, hãng Sustar. Đó, hàng carbon sáng bắt máy Fuji, bên Fuji nha, cái góc nó còn đẹp nha. Đó, khoan Fuji đây nè, cây này đã thay đầu bu nha, thay đầu bu to vô nè. Đây xoắn. Rồi thông số của nó cân nặng là 280 gram, ngọn là 2 ly. Rồi cây này mã số 6 em bán giá 700. Tất cả mặt hàng hôm nay đều được giảm giá hết đó nha anh em, giảm giá nên giá rất là kịch sàn. Tiếp tục lên cho anh em mình cần ISO dây trong nha anh em, cái góc nè, cái góc nó hơi xấu nha anh em, đây góc nó có chảy xước còn hơi xấu, cái nút đít này là không phải nút đít zin nha, nút khác độ vô nha anh em. Đó, cái cần hàng đai qua bắt máy dặn đài cao đây, bắt Fuji chính hãng còn đọt 4 và 5m2 nha. ISO dây trong hàng mắt in ra băng nội đi Nhật luôn nè. Đó, ISO dây trong đọt 4 và 5m2, cây này nhìn không có chế độ zoom nha. ISO dây trong đây, nói chung phôi trong rất đẹp, chỉ có dưới góc là hơi xấu thôi nha, dưới góc hơi trầy xước như vậy. Đó, còn về cái nền phôi thì trên này nó còn rất là đẹp. Rồi cây này đọt 4 và 5m2 luôn nha, nó cứng cả 6-7h cần tay á. Cây này cân nặng là 370 gram, ngọn của mình 1-2-3 ly rưỡi, ngọn 3 ly rưỡi. Cây này mặt số 7 em bán giá 1 triệu nha. Rồi tiếp tục lên cho anh em mình cái cần lưu rút lóng dài nha anh em, đây một cái cần lưu rút lóng dài, cây này rất là nhẹ, bắt máy liền nè, bắt máy Fuji tem vàng sọc xanh, tem vàng nội địa Nhật đây. Đó, cây này hàng có Ryobi carbon tích 802 UL, cây này dài 2m4, size là size UL nha anh em. Đó, size UL, thông số lua thì không thấy nha, không thấy ghi thông số lua trên này. Đó, hàng Ryobi nè, hàng carbon nội địa Nhật luôn, 2m4 UL, lưu rút nha anh em. Lưu rút nó chỉ có 2 lóng thôi, và cây này nó đã thay đầu bu khác luôn nha. Đó, anh em này về anh em thay là cái đầu bu chống sắn vô anh em câu được nha, ngọn carbon sắn đây. Đó, cho anh em một cây cần lưu rút cũng là 2 khúc, 2m4. Cây này cân nặng là 135 gram, ngọn của nó là 2 ly. Rồi cây này mã số 8 giá 500. Tiếp tục lên cho quý anh em mình một cái cần lua 2 khúc nha nè, một cái cần lua mới đứng 2 khúc đây. Đó, bắt máy Fuji, một cần lua mới đứng bắt máy Fuji nha. Cái này hàng made in Korea, hãng ABI Special Tokyo Bay, 2m1 nè, nó lua từ 7-28 gram, nó tải cá từ 8-20 lb nha. Cây này size của nó là size MH 2 khúc nha, 2 khúc mới đứng size MH, fan Fuji, hàng made in Korea nha. Cây này cũng hàng giảm giá này nè, cây này cân nặng 130 gram,
ngọn của nó là 1 ly 8 gần 2 ly nha, 8 ly 9 gì đó. Cái này mà số 9 giá 600.000. Rồi tiếp tục lên cho anh em mình cái cần dây trong 3 khúc nha anh em. Đó, một cần dây trong hàng carbon 3 khúc đây. Hàng đai qua nha anh em, đai qua hầu lóc nè. Bắt máy nè, bắt máy đai qua dặn đai cao. Đây cây này cứng 30 và 3,5 m nha. Cây này về cho anh em mình câu cá, câu lăng xê, cá mè, cá chép, cá trê, cá chim rồi đó. Cá trâu rồi, mấy cái này là câu vô địch. Sống hai da đàng hoàng nha anh em, cần rất là mới. Đó, em bảo giá cho anh em mình luôn nha. Phen là phen xích luôn. 3 khúc cứng 30 và 3,1 m, cân nặng là 340 g. Ngọn của nó là 2 ly. Cây này mặt số 10 bán giá 500. Vậy mới ghê. Tiếp tục lên cho anh em mình có cần rút gì trong nha. Không thích chơi cần 3 khúc thì chơi cần rút nha. Order Boyson, hãng Alpha Seco đây. Nè, bắt máy là bắt Fuji rất đẹp nha anh em. Bắt máy Fuji carbon. Cây này cứng 80 và 3 m nha. Hàng made in Korea, sản xuất Korea và xuất Nhật nha. Đó. Khuyên xích cần thì nói chung nè, có xây sát nhẹ nè. Thôi, cần rất là đẹp. 83 m cần rút. Cây này cân nặng của mình là 299 g. Ngọn của nó là 1 2 2 ly 8. Rồi cây này mã số 11 cũng giá 500.000 luôn. Này bảo giá tiếp tục lên cho anh mình một cái ISO khoan nhỏ nha nè. Đó, cây này hãng của NFT. NFT Power Love nha. Bắt máy Fuji. Cây này đọt 0.6 và 4,5 m nha nè. Super Corsio nha nè. Hàng của NFT Power Love. Đó, sẵn bầu lớp đây. Fan được fan Fuji nha em. Cái chỗ này có dấu nó quấn cái chỉ khoen ở chỗ này nè nha, có dấu dính keo chỗ này nè. Đó, không có dãy, không rẽ, không dập gì hết nha. Thôi cũng vẫn còn đẹp đây. Nè, cái lóng hai này vẫn sẵn bầu lớp hai da luôn nha. Rồi, cây này của mình thì cân nặng là 126 g. Ngọn của nó 1 ly. Rồi cây này mã số 12, em bán giá 700 luôn. Chơi đẹp luôn, mã số 12 giá 700. Rồi tiếp tục lên cho anh em mình một cái ISO khoan nhỏ, cây này hàng của Shimano. Đây, tem nội địa Nhật đây. Đó, bắt máy Fuji nha. Cây này hàng made in Korea, sản xuất Korea xuất Nhật nha. Shimano Holiday, đọt 2 và 5,4. Đó, phải Fuji, bắt máy Fuji. Nắp chụp Fuji luôn. Còn xong. Cây này còn pho còn rất là đẹp nha em. Mới nè. Cây này cũng còn rất là mới, rất là đẹp. Đó, đọt 2 và 5,4 m. ISO con nhỏ, cây này cân nặng của mình là 225 g. Ngọn là 1 ly 2. Cây này mã số 13, em bán giá 800 luôn. Rồi tiếp tục lên cho anh em mình một cái cần lua máy đứng nha. Cây này hàng của Daiwa đây. Lua máy đứng hàng Daiwa. Cây này còn rất là đẹp nha. Bắt máy Fuji. Cây này cây Daiwa. Nè, Daiwa Shirai VR như nè. Đó, cây này phôi rất là trâu. Rất là khỏe luôn. Đó, cây này nó lua từ 5 đến 28 g là cây này size MH nè. Nó để trên đây anh L nhưng mà có thông số lua của MH nha anh em. Đó, cây này nó size nó dài, nó tải cá từ 6 đến 12 là bao. Nó dài 8,6 là nó dài đâu khoảng gần 2,6 nha anh em. Cái này dài gần 2,6 á, Phan Fuji cái nhìn nó cũng dung, cái này for rất là mới nha. Hàng Daiwa. Daiwa made in Việt Nam là sản xuất tại Daiwa Việt Nam và xuất Nhật nha. Nói chung cái for rất mới, fan cũng rất là mới luôn. Cân nặng của mình là 163 g. Cây này ngọn của nó là 1 ly 8. Cây này mã số 14 mình bán giá 1,5 triệu. Mà số 14 giá 1,5 triệu. Rồi tiếp tục lên cho anh em mình cái ISO carbon nha anh em, cây này khoen lở nha, không lớn không nhỏ nha. Đó, cây ISO hàng carbon. Đây, cây này bắt máy hãng và khoen của hãng nha, cây này dài 3,6 m. Cây này hàng made in China nha anh em, sản xuất China xuất Nhật nha. 3,6 m. Đó, khoen là khoen theo hãng luôn. Khoen của hãng dòng đá sứ. Khoen kim loại dòng đá sứ nha. Đó, phôi rất là mới, cây này về anh em hạ tay anh em đánh cũng rất là ngon nha, đọt tầm số 3 thì 3,6 m. Em nghĩ cái này về anh em hạ tay anh em quýnh nó tịch hơn, nó ngon hơn là để quýnh ISO nha. Có giá thì khỏi phải bàn, cân nặng là 201 g. Ngọn là 1 ly 8, 1 ly 9. Cây này mã số 15, bán giá 300.000 nha. Tiếp tục lên cho anh em mình một cái cần tay trở máy nha anh em. Cây này hàng Ryobi, cần tay trở máy. Đây tem này tem xuất Nhật đây.
Đó, bóc máy Fuji nha. Ta giờ máy 3m9. Đây. Ruby Carbonic về 3m9 nha, cây này cứng tầm khoảng 4H. Đó, nó là dòng cần tay trợ máy. Đây. Hôm nay là bán bảo giá luôn. Bán banh giá luôn. Đây, cần tay trợ máy nha anh em. Đó, cây này cứng tầm khoảng 4H. Dài 3m9, hàng Ryobi Carbon. Cây này hàng Korea xuất Nhật. Cân nặng của mình là 160g. Ngọn là 1 ly. Rồi cây này mã số 16, em bán giá 600 luôn. Rồi tiếp tục lên cho nên một cái cần Ikeda nha nè. Cây này Ikeda Carbon. Cho nên mình câu tôm, có tráp, cái hành rồi. Đó, cây hãng con TFC nha nè. TFC nội đi Nhật. Cây này dài 2m1 nè. Ikeda dài 2m1. Đó, Carbon xoắn. Ngọn nó giấu trong ra 2m1 bọt đó. Rồi cái này mã số 17 em bán giá 500 luôn nha em. Mã số 17 giá 500.000 luôn, chơi đẹp ra chơi hết hồn luôn. Rồi tiếp tục lên cho anh em mình một cái ISO hơi nhỏ nha anh em. ISO hơi nhỏ, cái này hàng Korea nè. Made in Korea, sản xuất Korea xuất Nhật nha. Cái phôi cần còn rất là mới. Bác máy Fuji, cây này đột 2 dài 5m4 nha. Đột 2 dài 5m4, tất cả đều fan Fuji hết. Bon sẵn. Đó. Rồi thông số chi tiết của mình, cây này cân nặng là 320g, ngọn của mình là 1 ly 6, 1 ly 8. Cây này mã số 18 bán giá 500 luôn. Anh chưa chết hết. Tiếp tục lên cho anh em mình một cái cần tay nha. Cây này hàng con Daiwa, cần tay Daiwa. Cây này chuyên cho em câu cá suối, có giết cá mương nha. Cây này rất là nhẹ, hàng đến Thái Lan nè. Thì chỗ có lông gốc chỗ này, sát gốc này có một cái vết nứt vết dập này nè. Nói chưa, cái vết này nó do một cái vật nặng khác nó gớt lên chúng nè. Nó chỉ bị lóng gốc thôi nha anh em, cái lóng khác còn là rất là ok. Đó, cái này hàng Daiwa nha anh em. Công nghệ HVF nè, công nghệ chống nổ cần đời mới của Daiwa nè. 7m dung 6m nè, anh em để dưới đây em câu 6m. Rút ra dưới đây là anh em câu 7m nha. Thôi còn rất là mới nè, cây cần nhẹ tinh nè, 7m. Và nó cứng tầm khoảng 5H, nhưng mà 5H của có cần luôn, có cái cần câu cá suối, có giết cá mương nha anh em, không dành phải 5H mà để anh em quýnh bạo lực phôi dày nha. Thì anh em nào có chốt cây này thì lưu ý nha. Về đừng có đem ra đi câu mấy con cá lớn mà về gãy bắt đền em nữa, khổ lắm, em sợ cái nước đền lắm nha. Anh em nào mua ra hàng cửa hàng đồ cũ á, anh em mua về anh em câu á, gãy anh em ra đó anh em bắt đền họ ha, họ đền cho. Rồi cây này thì cái ngọn của nó là 1 ly. Cây này mã số 19 em bán giá 900 nha nè. Mã số 19 giá 900. Nó cân nặng bao nhiêu nè, em báo chưa biết. Cân nặng 180g rồi nha. Càng đây qua nó có một cái lỗi chỗ này. Nó có một anh khách thì ảnh mua cái cần tay, anh câu anh bị gãy cái lóng hai. Thì em mới nói anh câu gãy lóng hai, thì trước khi câu là anh có gửi thợ quấn chỉ đầu lóng gì đó, ông làm chế em cắt ngọn gì đó em không biết. Thì ông câu ông gãy cái lóng hai, thì ông nói là gãy lóng hai như thế. Thì em nói bây giờ á, một thì anh mua lóng mới ở ngoài thì cái phí bao nhiêu thì em hỗ trợ cho anh, hoặc là anh gửi vô đây thì em kiếm lóng em thay miễn phí cho ổng. Cuối cùng quyết đi chọn lại thì ông nói để ông thay ở ngoài thì em hỗ trợ cho ông 150, 150.000 để ông thay cái lóng hai. Ông làm cái chịu biết sao, ông giật ông câu không biết sao, như cách nào em không biết, cần dài ông câu như thế nào em cũng chả biết nữa. Ông giật gãy thêm cái lóng, những cái lóng kế ngọn này nè, lóng gốc này phải không, lóng gốc, lóng kế gốc này nè, ông giật gãy thêm cái nữa. Ôi là ông tiếp tục mất đền em nữa, em nói anh tự xử đi, em không biết, em tự xử đi, không quan tâm. Rồi ông quay qua ông chửi mình hơi, nói buôn bán không có tâm này nọ, thì em cũng không có trả lời lại, chặn luôn, chặn luôn xấu luôn, khỏi nhây khỏi mệt lắm. Nó phong cách của em là vậy. Bởi vì giả sử anh mua một cái hàng cũ, anh ra ngoài chợ đồ cũ anh mua một cái hàng cũ, hàng đã qua sử dụng, về anh chơi hư rồi đem ngoài bắt họ đền ha, thì em cái tính cách như vậy, em nói thẳng như vậy luôn. Đó,
Rồi, những cây này nè, mã số 19 giá 900 nha anh em. Rồi, tiếp tục lên cho quý anh em mình là một cái cần rút khoan lớn nha. Cây này chuyên quấn lăng C hoặc quấn gần lúa gần rồi đó. À, cây này hàng hãng của Nissin nội địa Nhật nha anh em. Order version. Nè, còn cái đai Nissin chính hãng nè. Bắt máy Fuji tem vàng nha. Cây này cứng 50 dài 3m6 dòng Super nha. Super cứng 50 3m6. Cái phôi là phôi ánh kim tuyến nha anh em. Đó, cây này là cây Fan Fuji. Fan Fuji chân đen. Fan Fuji chân đen. Fan đẹp không có nước chân nha. Đây, phôi là phôi ánh kim tuyến nè. Nói chung cây này rất là mới nha. Đó, cây này thì nói chung em bảo giá thì anh em khỏi phải lo. Đó. Bon. Nói chung phôi còn rất là đẹp. Cân nặng là 350 g. Còn 2 ly. Rồi, cây này mã số 20, bán giá 900.000. Đó. Anh em nào có duyên thì cứ chốt nha. Khỏi phải suy nghĩ nha, 900.000. Tiếp tục lên cho anh em một cần sút lở nha anh em. Đó, cái cần sút lở hàng carbon, cây này là hàng Olympic Black Spin 2m7 nha anh em. Tem nội địa đây. Đó, bắt máy Fuji nha anh em. Cây này 2m7 nó cứng cho cả 15 nha, tầm 15 20 gì đó. Sút lở. 2m7 nha, hàng carbon xoắn. Khoen là khoen Fuji. Trên này nó còn cột cái con dây nha anh em, thích vì anh em cứ gỡ giùm em nha. Đó, khoen Fuji nha anh em, có một cái khoen bị nước chân đây. Đó. Phen này nước chân nha, hai cái phen nước chân nha anh em. Rồi, cặp con sắn. Cân nặng của mình là 162 g. Ngọn 2 ly. Rồi. Cây này mã số 21 em bán giá 500 luôn. 21 giá 500 luôn nha. Tiếp tục lên cho anh em mình một cái cần, cũng là cái cần khoan lớn này nè, cần rút chuyên quấn lăng C, cây hàng Daiwa Hồ Lóc nè. Daiwa Hồ Lóc, hàng mắt in Taiwan nha. Đó, bắt máy Fuji tem vàng carbon, nó mà mắt in Taiwan nè, sản xuất tại Taiwan xuất Nhật nha nè. Đó, hàng Daiwa cứng 30 dài 3m6, fan là fan Fuji, tất cả fan Fuji hết. Đây, phôi sắn hay da. Bon sắn hay da luôn, sắn hay da cùng cụ luôn nha nè. Đây. Đó, bon sắn nha. Rồi, cân nặng của mình là 404 g. Ngọn 2 ly. Rồi, cây này mã số 22, em bán giá cũng 900.000 luôn nha. Mã số 22 900. Rồi tiếp tục lên cho anh em mình cái con lua mấy ngàn nha nè. Một cái cần lua mấy ngang, một khúc liền nha. Đó, một cái cần lua mấy ngang, một khúc liền. Đây, bắt máy Fuji tem vàng. Đây, cây này hãng của gì cũng chả biết nha, có chữ ký gì nè. Đó, hàng có chữ ký, thường thường là hàng xịn nha nè. Đó, Hiro Naito gì nè, Special bản đặc biệt M6 gì nè, IM6 nè. Thông số dài 5,6 là dài 1m68. Nó lua mồi từ 1/4 đến 1/2 OZ, nó tải cá từ 8 đến 14 là bao nha nè. Cặp con sắn khoen xích nha. Khoen xích nha. Đó, em bán cái giá này thì anh em chỉ bằng giá bộ khoen thôi. Đây là khoen xích này nè thấy nha. Mấy ngàn, một phút liền. Cân nặng của mình là 109 g. Ngọn là 1.8. Cây này mã số 23, bán giá 500.000 nha nè. Tiếp tục lên cho anh em mình cần ISO khoan lớn nha, cây này hàng carbon. Nên cây này có nút đít nó bị kẹt, cái nhảy ren nó bị hơi cứng cứng nha anh em. Nút đít chỗ này nè, nó bị nhảy ren hay sao cứng ngắc à. Đó, tem này tem xuất Nhật nè. Hàng made in China nha anh em, sản xuất chính hãng của China và xuất thị trường Nhật nha. ISO khoan lớn đọc 4 và 5m3. 4 5m3 nè. Nó bắt máy Fuji hãng Spotlight nha. Đây, cây cần phô rất là mới. Đó, khoan được khoan Fuji, tất cả được khoan Fuji hết. Phen Fuji đời mới nên cái chân phen nó mỏng, phô nó cái dòng sứ nó cũng mỏng nha. Đó, phô carbon sắn. Đây, carbon sắn còn rất là đẹp nha. Carbon sắn rất là đẹp rồi. Cái này của mình là nặng 415 g.
là ngọn là 1 ly 2. Rồi cây này mã số 24, em bán giá 700.000 luôn, tươi đẹp với anh em mình luôn. Rồi cây cuối cùng trong video hôm nay em gửi đến anh em một cần tay lóng dài nha anh em. Cây này nó hạ lóng rồi nè, đó, nó xài nó cắt lóng gốc, nó cắt xuống làm cái hạ lóng rồi nhìn em. Chắc là trước nó chơi dài quá vậy đó, thì cái cây này hiện tại nó còn tầm 7m2 nha anh em. Cây này cặp con sắn rồi, nó chỉ bị hạ lóng như vậy thôi, còn lại tất cả ok hết. Và cây này chuyên cho anh em mình săn hàng nha, 7m2 nó cứng tầm khoảng 6 đến 7h nha anh em, cứng thân nha, 6 đến 7h vô dày nè. Cây này anh em đánh hàng xa bờ được nha. Tất cả đầu lóng được sơn mài rất là đẹp nha. Đây cái ngọn to đùng, cái ngọn viết to luôn, cái ngọn này trên 2 ly luôn nha, xây 360 luôn đó. Thì cái cây này em nghĩ cái người trước họ đã hạ lóng gốc xuống thì họ đánh bạo lực nè, đánh bạo lực 7m2 đó, và cái ngọn cũng rất là to, còn lại là phôi không có lỗi lầm gì hết nha em. Cân nặng của mình là 444 g, 3 con số 4 luôn đó. Cây này em quýnh sang hàng xa bờ được. Ngọn của mình là 2 ly 2 luôn đó, còn 2 ly 2 nha. Rồi cây này mã số 25, em bảo giá 1,2 triệu luôn nha. Đó là tất cả những món hàng hôm nay, thì món hàng hôm nay tất cả các giá này em chỉ việc lựa hàng chốt đơn nên khổ suy nghĩ về giá nha. Rồi xin chào tất cả quý anh em mình, chúc anh em mình nhiều sức khỏe, may mắn và thành công nha. Anh em nào chưa đăng ký kênh thì nhớ đăng ký kênh ủng hộ giúp em, còn anh em nào đã đăng ký rồi thì bấm like theo dõi để không bỏ lỡ những video sớm nhất của em nha. Xin chào tất cả anh em mình.